Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm 2017, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện một số dự án căn hộ siêu sang với mức giá bán dao động từ 6.000 tới 7.000 đô la Mỹ một mét vuông. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm thị trường Việt Nam đón nhận những căn hộ với mức giá này. Dự báo vừa được hãng nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam đưa ra sáng 28 tháng 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong quý 2 này thì thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh chào đón 31 dự án chào bán mới với gần 9.600 căn hộ. Con số này tuy thấp hơn so với cùng kỳ 7% nhưng đã tăng lên 80% so với quý trước. Cùng với sự tăng trưởng nguồn cung, tốc độ tiêu thụ của thị trường cũng rất khả quan. Tổng số căn hộ bán được trên thị trường trong riêng quý 2 là hơn 9.500 căn hộ, tăng 40% so với quý trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy thị trường bất động sản đã sôi động trở lại. Cũng theo báo cáo này, nhóm căn hộ cao cấp có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất so với quý trước, với mức tăng lên đến 141%. Dự báo trong hai quý cuối năm, CBRE nhận định nhóm căn hộ cao cấp vẫn sẽ giữ tốc độ bứt phá với sự xuất hiện của nhiều dự án từ các chủ đầu tư danh tiếng. Đặc biệt, theo phân loại của CBRE thì tại thị trường Việt Nam, một căn hộ được xếp vào nhóm hạng sang hiện chỉ có giá là trên 3.500 đô la Mỹ trên một mét vuông. Tuy nhiên, hãng này dự báo từ nay đến cuối năm, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện những căn hộ có giá bán lên tới từ 6.000 tới 7.000 đô la Mỹ cho một mét vuông. Sẽ rất là thú vị, chúng ta thấy rằng là sau rất là nhiều năm thì thị trường Việt Nam cũng đón nhận một căn hộ gọi là chúng ta gọi là siêu sang đối với Việt Nam thôi, còn đối với các thị trường khác thì nó cũng chẳng là sang, bởi vì ví dụ như Bangkok thì một cái căn hộ mà bán khoảng tầm 10.000 đô mét vuông thì có rất là nhiều. Chúng ta thì hiện tại thời điểm hiện tại chưa có căn nào mà bán ở cái mức giá đó. Thì ra với 7.000 8.000 thì ít nhất là chúng ta cũng có thể là đứng cạnh Bangkok để xem là chúng ta giữa hai thị trường thì nó sẽ là như thế nào. Còn hiện tại thì khi mà khách hàng đến gặp chúng tôi và hỏi là căn hộ cao nhất hiện tại đang bán mức giá nào thì chúng tôi bảo là hạng sang đang bán ở 4.000, thì với họ nó chỉ là căn hộ ở mức độ cao cấp mà thôi. Thì ít nhất là nó xuất hiện những dòng sản phẩm đấy để chúng ta có thể định vị là chúng ta cũng đang đi một cái bước tiến để gần với những cái nước trong khu vực hơn. Theo tiết lộ của CBRE, những dự án siêu sang này vẫn sẽ tập trung ở khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy số lượng không nhiều, nhưng do mức giá cao, các căn hộ siêu sang này có thể sẽ làm mức giá trung bình của thị trường điều chỉnh tăng trong nửa cuối năm nay.